Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này, thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia, vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón thì anh em ra các quảng trường mà nói: ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin rủ trả lại các ông. Tuy nhiên, các ông phải biết điều này: triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy, thành Sơ-đôm còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm: triều đại Thiên Chúa, đó là triều muôn đời ngàn dân trong đời. Vì đời sống trần gian khổ cực đau thương, chưa hề có triều đại nào đem lại hạnh phúc cho người dân. Chưa có chế độ nào hoàn toàn được tín nhiệm. Chưa có hệ thống ý thức nào thực sự tạo nên thiên đường cho người dân. Dân Israel cảm nhận được tất cả những nỗi khổ đau nhục nhạc khi bị lưu đày, nên khi được trở về, được thờ phượng Chúa, được nghe lời Chúa, lòng họ tràn đầy niềm vui. Ông Ezra mở sách. Bấy giờ ông Ezra chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa vĩ đại, và toàn dân giơ tay lên đáp rằng: Amen, Amen. Rồi họ sắp mặt sát đất mà thờ lạy Đức Chúa. Các thầy Lê Vi thì trấn an mọi người như sau: anh em đừng khóc nữa, vì hôm nay là ngày thánh. Bấy giờ toàn dân đi ăn uống, rồi gửi các phần ăn và liên hoan tưng bừng. Họ sống một cuộc sống hạnh phúc vì tuân theo lề luật, vì Thiên Chúa hướng dẫn cuộc sống họ. Chúa Giêsu là đấng phải đến. Quả thật, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Đó là tin vui lớn lao, cần loan báo cho cả địa cầu được biết. Vì thế Chúa không chỉ sai 12 tông đồ, mà còn sai 72 môn đệ đi loan báo tin mừng. Triều đại được chứng nghiệm bằng việc xua trừ ma quỷ, chữa lành bệnh tật, giải phóng con người khỏi mọi ách nô lệ ràng buộc của ma quỷ và sự dữ, và đem bình an cho mọi người. Tuy nhiên, chính người loan báo phải chứng tỏ triều đại Thiên Chúa bằng một thái độ siêu thoát. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Sứ điệp thật quan trọng. Thời giờ cấp bách, nên đừng chào hỏi ai dọc đường. Tập trung vào sứ mạng, không chú ý đến những gì phụ thuộc ở đời này như ăn uống ngủ nghỉ. Người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó. Khi người môn đệ siêu thoát nghèo khó, chính Thiên Chúa ngự trong họ sẽ làm việc. Họ sẽ có sức mạnh của Thiên Chúa. Chính vì hy vọng triều đại Thiên Chúa đến mà Thánh Gióp trong sách Giảng Viên, trong cơn đau đớn khổ cùng cực, vẫn hy vọng, tin tưởng, đợi chờ, luôn gắn bó với Chúa. Và ông Gióp đã thốt lên:
Tôi biết rằng đấng bên vực tôi vẫn sống, và sau cùng người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi da tôi đây bị tiêu hủy, thì với tấm thân này tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa. Lòng tôi những tha thiết mong chờ. Phật chúng ta, hãy làm cho triều đại Thiên Chúa mau đến ngay trong bản thân mình, bằng đời sống siêu thoát, bằng tin tưởng vượt qua mọi gian khổ như ông Job, và bằng lời loan báo tin vui cho mọi người xung quanh. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sinh mệnh và máu Chúa là của nuôi dưỡng linh hồn chúng con, là niềm hạnh phúc hoan hỷ bất tận trong tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tạ ơn Chúa về điều ấy, để mỗi người chúng con và chính bản thân con biết hân hoan cảm tạ và loan báo tin vui và ơn cứu độ mà chính Chúa đã ban cho chúng con, mà chính bản thân con đã cảm nghiệm được khi rước mình vào máu Thánh Chúa, chính là sự sống là hạnh phúc muôn đời mà Chúa cho chúng con được hưởng trước ở đời này. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Amen.